Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món cá chép kho dưa cải chua nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Rất là ngon như thế này nhé. Cái phần thịt ấy, mình kho nó đã mềm, các bạn xiên được rang như thế này nhé. Và cái nước của cá kho dưa ấy, nó không còn mềm nữa đấy, chỉ còn một ít ở dưới đáy nồi thôi. Vì chúng ta ăn cá kho này không phải một bữa là các bạn ăn hết ngay, mà có một ít nước ý thì những bữa sau chúng ta đun lại vẫn được nhá. Và bây giờ mình lấy ra để mời các bạn thưởng thức với mình. Chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ lấy cái phần thịt ra này. Các bạn có thể dùng các loại thịt như ba chỉ hoặc đấy nhá, thịt hơi mỡ một chút ấy để mình kho ấy ạ. Dưa, món này thời tiết lạnh như này ăn cơm thì bao nhiêu cơm cũng hết các bạn, mà ăn lại rất là ấm và ngon. Cá, nhà mình nhiều lúc kho cá này các bạn ạ, dưa còn ăn hết trước cả cá các bạn ạ. Khi kho dưa như này cái dưa rất là mềm ngon và gia vị và cá nó ngấm vào dưa làm cho miếng dưa rất là ngon. Đây các bạn, đây là đĩa cá của mình nhé. Và các nguyên liệu để làm cái món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình ạ là một con cá nhá. Đây là một con cá chép mình dùng là 800g ạ. Và một bát dưa chua. Cái dưa chua này tùy theo nhé, các bạn ăn nhiều dưa thì mình cũng cho nhiều ạ. Đây là mình dùng một bát dưa chua. Dưa chua mà chua quá thì các bạn sẽ rửa đi, mình bóp đi cho nó hết bớt cái nước chua đi nhé. Và các bạn dùng cho mình một bát thịt ạ. Thịt này là thịt mỡ nhé, cả mỡ cả lạc ạ. Mình có thể dùng ba chỉ cũng được, nhưng đây là mình dùng cái phần mỡ này là phần mỡ ở cái gần môi ấy, các bạn ạ, heo vậy ạ. Một bát nước tương hột này thì mình có video hướng dẫn các bạn cách làm. Một thìa cà phê, một thìa canh của bột nghệ các bạn ạ. Thìa cà phê tiêu, một thìa cà phê lê, một thìa cà phê muối và hai thìa cà phê đường nhá. Cái này thì các bạn sẽ ướp luôn vào với cá cho mình. Bột nghệ này cũng thế ạ. Ướp vào cá nhé. Và mình cho cả cái phần tương hột này vào. Ướp để cho cá nó ngấm gia vị ạ. Và cái phần này nữa, các bạn cho mình một ít hành lá thì là nhé, cà chua, hành thơm, gừng. Mình sẽ trộn đều cái phần cá lên để cho cá nó ngấm gia vị nhé. Khi mùa rét hay là mùa lạnh ấy thì kể cả mùa nóng chúng ta ăn cái món cá kho này với dưa chua rất là dễ ăn ạ. Các bạn ướp cho mình cá này tầm 15 đến 20 phút, sau đó mình sẽ cho cá này vào kho. Để kho cá thì các bạn nên chọn cái nồi nó dày dày một chút nhé, như đây mình dùng cái nồi gang này. Và mình sẽ cho cái phần thịt mỡ này vào để mình đảo trước. Hành thơm các bạn thái ra cho mình nhé. Gừng mình rửa sạch các bạn thái hết ra. Cái cà chua này các bạn sẽ cắt khúc ra cho mình nhé. Hành lá các bạn sẽ cắt khúc ra, thì là thì chút nữa mình hái ở vườn sau, vì cá này cần chúng ta kho, không phải là mình kho nhanh chín, khoảng tiếng sau các bạn ạ. Để dừ thì kho 3 giờ. Mình đảo cái phần thịt đã ra mỡ rồi thì các bạn sẽ cho hành gừng vào, mình chi thêm một chút nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dưa chua vào các bạn ạ. Mình đảo qua nó lên.
là mình thích ăn dưa chua nhiều á, nhiều lúc kho cá thế này dưa thì ăn hết trước cả cá các bạn, khi cá nó ngấm hết cả dưa ấy, ăn dưa còn ngon hơn cá nữa, cho nên là mình lấy kho này mình cho nhiều dưa một chút. Cái phần dưa vốn dĩ chúng ta muối là đã có muối rồi, cho nên là mình sẽ không cho gia vị vào, vì sau chút nữa mình cho cái phần nước cá kho mình đã ướp đấy ạ. Được ạ, đừng để kho cá mà mặn quá sẽ không tốt cho thận đâu các bạn ạ, và nhiều bệnh khác mà khi chúng ta ăn mặn ấy, nó sẽ không tốt nhé, nhất là những người mà tiểu đường nữa ạ. Đây là khi mình xào cái phần dưa này các bạn nhé, các bạn cảm thấy nó săn lên rồi thì bắt đầu mình sẽ cho cá vào để mình kho nhé, thì cái dưa này nó ngấm cái phần mỡ của thịt mình xào lúc nãy ạ, rất là ngon như thế này. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần cá vào để mình kho nhé. Cho nó vào đây cái phần nghệ, cho nó vàng cá. Có nghệ thì cá nó sẽ không bị tanh nhé. Dưới dưa một chút. Bây giờ các bạn sẽ cho mình nước vào nhé, và mình cho cái phần nước ấm các bạn nhé, để mình kho ạ. Cho cái phần nước ấm, chứ đừng cho nước lạnh, nước lạnh thì sẽ làm cho cá của chúng ta tanh nhé ạ. Mình kho đến khi nào cái phần nước nó còn một ít thôi, ở dưới đáy nồi thôi là được. Các bạn cho mình quả cà chua này vào nhé. Nếu bạn nào mà muốn ăn cay nữa thì có thể cho ớt ạ. Còn không có thì thôi nhé. Để ớt thì tùy theo, vì mình đã cho tiêu rồi. Đây các bạn, khi nồi cá mình cứ kho như thế này nhé. Và các bạn cứ nho nhỏ lửa như thế này cho mình đến khi nào cái phần nước nó cạn bớt đi nhé. Còn ít nữa thôi là được ạ. Đấy các bạn, khi cá mình kho như thế này là gần cạn nước rồi các bạn nhé. Bây giờ mình chỉ cần hâm nóng lại lên là mình có thể lấy ra là thưởng thức được ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần hành thì là mồi vào các bạn nhé, nó thơm ạ. Mình đậy vung 2 phút ạ, cho nó chín phần. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong nồi cá chép kho dưa chua nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ, để xem những video mới nhất của mình với những món ăn dân dã của miền quê Việt Nam mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.